chỉ thích ăn thịt à, không thích ăn cá đâu, mà mẹ cứ ép tôi ăn hoài thôi mà. Năn nỉ ăn thử một muỗng xem nào. Đó, thấy chưa, mẹ nói đâu có sai đâu mà. Món cá bớp kho thơm của mẹ làm ba còn ghiền huống chi là su. Cá bớp sau khi làm sạch mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn, ướp nửa muỗng muối, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt, hai muỗng nước mắm và một tí xíu tiêu. Sau đó là bắt cái chảo lên, mình thắng nước màu bằng đường, phi hành tỏi vào cho thật thơm rồi để cá vào nha. Trời ơi, chưa gì nghe cái mùi thơm nức luôn. Sau đó là mình bỏ thơm vào cá. Và cuối cùng khi cá săn lại rồi thì các bạn cho thêm một chén nước mắm đường pha loãng. Tiếp theo là bật lửa riu riu cho nồi cá bớp kho thơm của mình khô lại, như vậy là ok rồi nè. Còn đầu cá bớp thì mẹ Trang dùng để nấu canh chua nha. Ta nói Su khoái món này cực men đấy. Su tiên múc một miếng canh chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng cá béo béo mặn cực ngon.